Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Nguyễn Hoàng. Ra ngồi mát đã con cho nó đổ hết khô khô hết mồ hôi. Hôm nay mình sẽ làm video mình cũng heo. Tà lao. À, đây. Bạn có nhận ra cái thằng đi thằng nhỏ này không? Đây, nhận ra không? Thằng em mà đó. Tại nó có cái bờ mà không nhận ra đâu. Rồi được chơi mới. Thằng xịt nữa, tôi đây. Chuẩn bị tắm heo rồi nha. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn coi được video mình tắm heo sẽ như thế nào và có hay không. Rồi ok nha. À, máy mình bị gì rồi? Rồi chắc máy mình bị lỗi rồi. À sửa được rồi. Sửa được rồi. Rồi làm lại. Rồi ok thì. À, máy mình bị hư. Mình làm lại nha. Máy mình bị hỏng. Không làm vậy cho nó giật giật bạn mới biết đó. Hả?